Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cà phê Trưa. Và các bạn ơi, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bởi vì Cà phê Trưa đang bắt đầu phát sóng những số đầu tiên của phiên bản mới. Nhưng Cà phê Trưa vẫn sẽ phát sóng đều đặn vào lúc 11 giờ 45 vào thứ 3, 5, 7 trên kênh YouTube Vietnam Top News và Adnet Love, cũng như là sẽ phát lại vào lúc 12 giờ trên kênh YouTube Net Love. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tin nhanh showbiz. Những câu chuyện đáng chú ý trong Cà phê Trưa ngày hôm nay: Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về tin đồn ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Tham gia chiến dịch lạc quan vượt dịch ở nhà vẫn vui. SM nhận gạch đá vì một poster xuất hiện trong ảnh quảng bá của NCT 127 bị tố đạo nhái. Tay trống huyền thoại của ban nhạc rock Rolling Stones qua đời. Câu chuyện showbiz, trò chuyện cùng cặp đôi Mikolenjin và Kenji. Trưa hôm qua ngày 25 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ video trên trang cá nhân lên tiếng về tin đồn nhận được 98 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ trong khi chỉ giải ngân 1,8 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đó là thông tin sai sự thật. 25 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng như thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Người ta trắng trợn dựng chuyện, bịa đặt mà không sợ nghiệp báo gì cả. Hưng ước mơ ngủ dậy có số tiền khổng lồ như vậy đổ vào tài khoản, chắc chắn Hưng sẽ làm được nhiều việc từ thiện hơn. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng chỉ đích danh một doanh nhân để đưa ra thông tin ăn chặn tiền từ thiện và khẳng định để công an vào cuộc. Và anh cho biết cũng sẽ nhờ phía ngân hàng cung cấp sao kê cho lực lượng chức năng để làm rõ. Xưa nay, mọi người biết Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ nói mà không làm. Tôi hiên ngang ở đây và chờ đợi lấy lại mọi thứ, danh dự, uy tín của tôi. Tôi sẵn sàng đánh cược, tôi có đủ giấy tờ, chứng cứ về mọi công việc thiện nguyện của tôi. Nhiều nghệ sĩ Việt như Châu Bùi, Phương Mỹ Chi, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Nga, Đăng Khôi v.v. cùng tham gia chiến dịch lạc quan vượt dịch ở nhà vẫn vui nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9, chiến dịch lạc quan vượt dịch ở nhà vẫn vui được TikTok phối hợp cùng với Bộ Y tế và nhiều đơn vị khác khởi xướng nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực trong mùa dịch. Hashtag ở nhà vẫn vui kêu gọi người dùng chung tay lan tỏa sự tích cực từ những hoạt động diễn ra hàng ngày ở nhà như nấu nướng, hoặc tập thể thao, học tập, xem phim, đến những hoạt động độc đáo hơn như trình diễn thời trang, cover bài hát hay sáng tạo vũ đạo. Với mỗi video hoặc mỗi livestream hợp lệ tham gia chiến dịch, TikTok sẽ quyên góp 10.000 đồng góp phần hỗ trợ các hoạt động ứng phó Covid-19 của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, với giá trị tối đa lên đến 1 tỷ đồng. Chiến dịch này chào đón sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Việt như Châu Bùi, Phương Mỹ Chi, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Nga, Đăng Khôi cùng các TikToker được yêu thích như Việt Mỹ, Tuân Phạm, Trần Thanh Tâm, Long Jun, v.v. Với giai điệu vui tươi và ca từ tích cực, MV sẽ là một chất xúc tác khơi dậy sự lạc quan bên trong mỗi người. MV 10 điều nên nhớ cho việc phòng chống dịch Covid-19. Nhóm nghệ sĩ Anh Tuân, Tubin, Mon 2K vừa giới thiệu ca khúc và phát hành MV 10 điều nên nhớ nhằm nhắc nhở mọi người cách thức chủ động phòng chống Covid-19 trong bối cảnh đại dịch bùng phát dữ dội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo A Tuân, ca khúc 10 điều nên nhớ được phổ nhạc từ bài thơ Tỉnh thức và tự chủ do chính anh sáng tác. Nội dung bài hát là những chiêm nghiệm về nguồn gốc của Covid-19 và cách thức mỗi người trong chúng ta chủ động ứng phó với đại dịch. Bên cạnh đó, những ca khúc này cũng được lấy cảm hứng từ công thức 7K cộng 3T do ông Lê Viết Hải đề xuất. Có thể thấy ca khúc và MV 10 điều nên nhớ là một sản phẩm mà các nghệ sĩ phải làm việc trong điều kiện ai ở đâu ở yên đó bằng hình thức trực tuyến 100% từ các khâu như hòa âm, thu âm, mè phối cho đến ghi hình. Mới đây, trên trang Twitter chính thức của ban nhạc Downtown Boys bất ngờ đăng tải hình ảnh so sánh poster của nhóm từ concert tại Harrisburg vào năm 2016 và tấm poster treo trên tường trong bức ảnh concert của NCT 127. Hai tấm poster có nhiều điểm tương đồng về bố cục thiết kế. Ban nhạc Mỹ này còn ngắt thẳng tài khoản chính thức của NCT để bày tỏ sự thất vọng khi thiết kế cũ của một nhóm được cho là bị đạo nhái. Ngoài trừ màu sắc, hai tấm poster gần như giống hệt về hình ảnh và bố cục sắp xếp. Từ Downtown Boys đã được thay bằng chữ Newtown Boys, nhưng phông chữ cũng có sự tương đồng. Phía dưới phần bình luận, Downtown Boys cũng nhắc tên người thiết kế poster gốc. Thật buồn cười, vấn đề không phải ở các chàng trai NCT 127 mà là ở người đã sao chép tấm poster này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên NCT vướng vào vụ lùm xùm đạo nhái. Trước đó, ảnh teaser của album Resume phát hành năm 2020 cũng đã từng cho là có nhiều nét tương đồng với bức ảnh nằm trong chiến dịch quảng bá số nghè 2020 của một hãng thời trang. Hàng loạt tờ báo Anh và Mỹ hôm qua vào ngày 25 tháng 8 đã đăng tải thông tin Charlie Watts, tay trống huyền thoại của ban nhạc rock Rolling Stones, đã qua đời ở tuổi 80. Theo Guardian, Bernard Doherty, người đại diện của tay trống nhạc rock cho biết Charlie đã ra đi thanh thản tại bệnh viện ở London trong vòng tay những người thân yêu. Ông là một người chồng, là một người cha, người ông được gia đình yêu thương và kính trọng.
Hồi đầu tháng 8, Charlie Watts đã rút khỏi tour lưu diễn No Filter vòng quanh nước Mỹ của ban nhạc vì lý do liên quan đến một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, chi tiết về ca phẫu thuật này không được công bố với truyền thông. Sau khi hay tin ông qua đời, hàng loạt ngôi sao lớn tương tiếc trên trang cá nhân, trong đó có huyền thoại của The Beatles, Paul McCartney. Hai thành viên thuộc ban nhạc rock huyền thoại Queen Roger Taylor và Brian May, Elton John, Charlie Watts, sinh ra và lớn lên tại London. Tại đây, ông quen Ian Stewart, Mick Jagger, Keith Richards và gia nhập ban nhạc Rolling Stones vào năm 1963. Ngoài việc chơi trống, Watts phụ trách thiết kế áo phông và các hình ảnh quảng cáo cho ban nhạc trong những năm đầu hoạt động. Điều đáng ngạc nhiên là Charlie Watts chính thức chưa từng học chơi trống một cách bài bản. Ban đầu, ông chơi đàn banjo, sau đó ông đã tự chế cây đàn này trở thành một chiếc trống. Trong một buổi phỏng vấn với The Observer vào năm 2000, tay trống của Rolling Stone từng chia sẻ, chơi trống là tất cả những gì tôi muốn. Và vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin nhanh showbiz. Và ngay sau đây, Khánh Huyền sẽ không để quý vị khán giả đợi lâu nữa mà chúng ta hãy cùng đến ngay với chuyên mục Câu chuyện showbiz với nghệ sĩ khách mời là Miko Lan Trinh và anh Kenji. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi được mời đến chương trình, đó là một cặp nghệ sĩ cực kỳ đáng yêu và chắc chắn là sẽ đem đến cho quý vị khán giả những tràng cười thật là tuyệt vời. Và bên cạnh đó không chỉ những tràng cười đâu nha, mà còn là những bữa cơm chó thật là tuyệt vời nữa đó nha. Và xin trân trọng giới thiệu, đó chính là cặp nghệ sĩ Miko Lan Trinh và anh Kenji. Chào mọi người. Nhưng mà em ơi, cái đoạn phát cơm thì anh hiểu rồi nè. Còn sao mà mọi người cười mà cười lăn cười bò là sao bé? Dạ, chắc tại là trước giờ Miko lúc nào kiểu cũng hài hài, giỡn này nọ. Nhưng mà tính chính nha là cặp đôi tụi tớ bên cạnh những cái khúc mà cười nắc cười nẻ cũng có. Nhưng còn nhiều hơn thì có khóc nữa, có giận nữa, đầy đủ cung bậc cảm xúc luôn, có tâm sự với nhau rồi có rất là nhiều, nên là mọi người hãy tới với cặp đôi Michi là sẽ có rất nhiều phút giây cung bậc cảm xúc khác nhau và rất thật. Thì không, sao anh thấy đoạn này giống quảng cáo quá bởi vậy. Và với những câu hỏi đầu tiên mà Khánh Nguyên rất là thắc mắc, đó chính là trong tình hình dịch bệnh như thế này thì không biết là anh Kenji cũng như là chị Miko ở nhà mình hay làm những gì ha? Em muốn xem không? Dạ muốn anh chứ, em nghĩ là em xem sự thật luôn. Hả? Đấy, vợ ơi dẫn mọi người đi xem nhà đi. Dạ rồi. Wow. Như thế này thì mọi người có xem được không? Đây mới gọi là tương tác 360 chứ. Nhưng mà có điều đây. Mời ca sĩ Miko hãy hướng dẫn mọi người đi chứ anh chả thấy đường đâu. Dạ, mời mọi người đi theo tụi em qua đây là khu vực giải trí. Đây là nơi mà chúng tớ sẽ đứng vừa livestream nè, vừa thu âm. Em đâu rồi? Đây là những vị trí mà chúng tớ sẽ quay hình nè, livestream nói chuyện với các bạn ở trên fanpage Miko Lan Trinh nè. Hay là đây, từ từ để anh quay như thế này mọi người mới hình dung được này. Đấy. Đó. Rồi. Mic của em đâu? Wow, trời ơi. Đây là khu vực anh set up cho chị để chị thu âm. À, nó có một con robot livestream ở bên đây. Wow, quá trời thiết bị luôn, mới lên sơ sơ thôi à. Bí bầu, ủa đâu rồi, mọi người có thấy nổi không? Em thấy rồi nè. Đúng vậy, khu vực chơi của chị nè. Rồi, em đứng ở một bên để cho anh coi rồi đó, đây là khu mà chị sẽ dùng để hát. Wow. Rồi vợ chồng anh biến thành nông dân thật rồi, bây giờ là trồng tép. Trồng cá, trồng rau, nuôi cá. Nuôi tép, trồng rau. Trồng cái gì anh ạ? Trồng rau á em. Đây, trồng bé rau. Ơi, cô nông dân giới thiệu vườn rau giùm anh. Anh chị trồng rau trong nhà luôn ấy hả? Trong ban công em ơi. Rồi, bé đâu mà, ban công chỉ có là 3 mét vuông thôi. Mà chắc là nghe cái mùi này là chắc là trồng hết cái ban công rồi quá à. Trời ơi, em đùa với chị à. Chị Trinh là dân chuyên vật lý Lê Hồng Phong. Ghê. Mình thấy ngỡn ngãn như vậy thôi á, anh cũng bị lừa. Thôi, từ từ. Nhiều lắm. Trời ơi, rau anh ăn mấy tháng nay toàn là rau chị trồng đó. Wow, em rồi muốn sao? Nè. Bí khổ qua. Đó. Rau dừa. Anh ơi, anh có thể cho em nhìn rõ hơn được nữa không ạ? Để em thấy chị Lan Trinh. Để anh tìm cách nha. Đây. Không có ai mà nông dân mà như chị á. Đâu, nông dân ơi. Nông dân ơi, ngồi xuống đây chỉ rau cho anh đi nông dân. Đó, mỗi lần nông dân nhà anh trồng rau nè. Trời ơi. Đây là rau muống. Rau muống. Đây
là rau dền, đỏ, cơm, dân tiều. Đây là dây rong lan. Ở trên thì có dây bỉ. Đó, bón vỏ. Đố bé là rau gì? Đố bé Nguyên. Dạ, hình như là rau mồng tơi. Trời ơi, xịn quá xịn. Dân nhậu đích thực rồi. Không, em không biết nhậu. Anh giỡn á. Trời ơi, sao mà người dễ lừa quá vậy? Đây là gì? Rau... em nhìn không rõ luôn á anh chị. Đây là... có phải anh nhìn cũng không rõ nữa mà. Từ từ. Rồi đây là con cá nhà anh, em có thấy được không? Chưa được diện kiến luôn, em không thấy rõ nè. Chích chà, khó quá ta. Tối quá hả? Ừ. Rồi, vợ anh làm tắt đèn luôn rồi. Em nghĩ đây là anh Kenji không những là phải chăm rau chung với lại cô nông dân này mà còn phải chăm cả lứa nông dân luôn, phải không ạ? Trời, chuyện thường ở nhà anh thôi. Thấy hai con anh thấy đã gì thường không? À, em thấy rồi, em thấy rồi. Hai con Axolotl chín sừng. Tên gì ạ? Axolotl chín sừng. Đúng vậy. Hỏi em chứ làm sao mà rảnh được mùa dịch chứ. Chăm hết bao nhiêu đây luôn. Con cái. Đó, em nghĩ đây nè, một con nè. Thôi đi, ở đó mà nói xấu vợ. Đâu rồi, vợ xấu với tôi đâu, đó. Yeah, yeah, yeah. Rồi, về chủ đề lại, sau màn thăm nhà. Đứng. Dạ, nếu vậy thì em có thể thấy được là cuộc sống trong mùa dịch của anh chị hiện tại đang rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Thì chị... khổ lâu rồi em, cái này thì anh xin phép nói thay hai đứa luôn. Khổ lâu quá rồi, bây giờ cho phép xin nghỉ một xíu chứ cũng chẳng vui và gì. Vì tụi mình nói chứ cũng vẫn có gia đình mà, người thân các nơi, rồi ba mẹ mình đâu có được rồi, gọi là chăm sóc lo lắng theo cái kiểu là ôm lại hết đâu. Bệnh dịch thì vẫn đó, ai cũng phải hết, nên anh nói nếu bây giờ mà nói là mình đang sướng he he đây thì quá là thất đức. Thì đó, nên chính thấy á, cái tốt nhất mà mỗi gia đình á và mình có thể làm được lúc này bây giờ là vung vén những gì mà mình có thể, đúng không? Mình lo lắng nó không có ý nghĩa nữa, nên mình giữ cho tinh thần của mình phải tỉnh táo, phải sáng suốt bằng những cái việc làm ở nhà. Thì hai đứa có cái cơ hội là đầu năm nay cũng chuyển về sống chung, nên cũng từng bước xây dựng cuộc sống với nhau và làm cho mỗi góc nhà của hai đứa là đúng ý của mình. Nên điều mà tụi Trinh nó rất muốn chia sẻ, là Nicola Trinh cùng với chú Công Chi muốn chia sẻ với mọi người là hy vọng mọi người nhìn thấy được cái niềm vui và cái sự tích cực để cho mọi người yêu nhà hơn, yêu người thân bên cạnh mình hơn, trân quý cuộc sống hơn. Đó là những cái mà anh chị muốn hướng đến, mà nó sẽ rất dễ bị mập mờ với khái niệm là khoe hạnh phúc, khoe của, khoe này kia. Nên là đó sẽ có những cái thứ rất nhạy cảm mà hai đứa phải luôn nhắc nhở nhau là để đừng bị xâm qua cái khu vực bên kia. Rất là tuyệt vời, tại vì em cũng có thể thấy được là trong thời dịch bệnh này á, có rất là nhiều người họ rất là bế tắc. Em cảm thấy như là họ đang khá là nhạy cảm với cái việc là những người khác đang rất là vui vẻ, hạnh phúc hơn hoặc là có dư dả hơn. Cuộc sống của anh chị bây giờ nó đang gọi là tạm ổn và anh chị đang cố gắng tìm những cái gọi là thú vui trong cuộc sống nè, để mình có thể giải tỏa được những cái tinh thần áp lực ở trong mùa dịch này. Thì em đang thắc mắc là nếu mà ở trong cái mùa dịch này á, thì cái công việc rồi cái nguồn thu nhập của mình nó có được ổn định không ạ? À? Tại vì dịch bệnh này cũng đâu có ai đi ra ngoài được hay làm gì được đâu, đúng không anh chị? Đúng rồi, mà chắc anh chị thì may mắn hơn ở cái chuyện là ngoài cái việc mình làm song song ở bên ngoài thì mình có làm online đó, nên nó cũng sẽ có những cái nguồn thu nhập online. Với lại đó cũng là cái mục đích của anh chị hướng đến luôn, là sau này khi mà thành lập được cái công ty Mitchy riêng rồi, cái Covid này nó sẽ còn kéo dài rất lâu và thậm chí là cái ảnh hưởng của nó còn tác động lên cuộc sống của chúng ta rất dài. Mình không thể nào mà chỉ nói là ngày mai hết Covid là ào ra đường ăn chơi sinh hoạt lại cuộc sống cũ là điều không thể có. Cho nên nếu như nhìn xa hơn thì tụi mình phải biết làm sao để sống chung với cái bệnh dịch này tiếp theo. Và nếu như anh chị lo được cái phần anh chị sống tốt rồi thì cái mục đích cao hơn nữa là những cái cộng đồng nhỏ xung quanh mình ấy, có thể là ít, có thể những người mà kề và sát cánh và đồng ý với quan điểm sống của mình là ít, nhưng mà không có nghĩa không có. Và khi họ đã cùng nhau cùng một cái cách sống đó rồi thì mình sẽ tạo nên một cái tập thể lớn. Anh chị sẽ share những cái kiến thức anh chị có, ví dụ như về nấu nướng, ẩm thực, ca hát, âm nhạc, hoặc là thậm chí về chuyện kinh doanh. Nếu như những ai mà
khó khăn trong chuyện kinh doanh, hoặc là muốn em muốn start up công ty như thế này thế kia, anh chị vẫn hoàn toàn dùng những cái kiến thức cá nhân của mình truyền những cái thứ kiến thức với nhau, thì anh thấy cái tập thể đó nó sẽ lớn mạnh và lâu bền hơn, cùng nhau kiếm tiền nữa, nó thực tế hơn là cái việc chỉ có là một group fan của chị Miko hoặc group fan của anh. Mà mình phải nhìn xa hơn là ngoài cái chuyện ca hát giải trí nghệ thuật đó, mình đem được gì đến cho fan và cho cộng đồng chung của mình nữa. Thì cái lợi của nó là các bạn cũng có thể dễ dàng thấy là Miko và chú sẽ làm được những cái việc ý nghĩa, và bản thân hai đứa cũng gặt hái được sự tin tưởng yêu mến của mọi người dựa trên những giá trị thật. Nghĩa là không chỉ yêu tụi tớ qua các sản phẩm truyền hình hay là các bài hát, và đó không phải là cái cao nhất của cái người nghệ sĩ muốn hướng tới hay sao. Đó là lý do tại sao từ ngày tin yêu chú á, xong có những cái mà từ cá nhân, từ yêu thôi, xong mình lại thấy trời, mình chỉ cần sống tốt, sống đàng hoàng và gọi là sống lan tỏa thôi, không làm được thì mình quá tệ. Nên đó, mỗi ngày Trinh đại học, Trinh học để Trinh tốt hơn, Trinh học để Trinh hiểu nhiều những cảnh khác hơn, chứ không chỉ là gói gọn trong cuộc đời của mình. Ngày trước các bạn sẽ thấy Miko cười giỡn nhiều hơn, còn những cái vấn đề nào mà nghiêm túc động tới cá nhân mình sẽ né đi. Mọi người sẽ thấy như vậy là chuyện dĩ nhiên, dễ hiểu, tại vì đó là thông thường nghệ sĩ sẽ hay làm. Nhưng bây giờ Michi chọn cách khác, Michi chọn cách là mở cuộc sống của chúng tôi ra, đón nhận cả những cái tiêu cực, tích cực, phán xét lẫn phê bình. Anh nghĩ cách đó là sẽ giúp cho tụi mình trưởng thành nhanh nhất. Nói thêm một con xíu nữa thôi, ví dụ như 50 tuổi, 60 tuổi mà Miko cùng với chú đi theo cái hướng này cũng sẽ không bao giờ sợ nghề đào thải. Nói một cách cá nhân hóa nó như vậy. Nên các bạn có thể tin tưởng là đây là động lực để cho chúng tớ làm thật và sẽ mang lại được cái điều mà tụi tớ là tốt đẹp cho tụi tớ và cho mọi người. Em thấy nghe cái danh cách mà chị Migo đang dùng đó chính là tụi tớ và mình, nghe rất là thân thiện luôn á. Mà đã là một với em. Nếu như vậy thì anh chị sẽ có rất rất nhiều cái những câu chuyện thú vị, mà có vui, có buồn, có tích cực, tiêu cực cũng có. Thì anh chị có thể chia sẻ một chút xíu cho quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa được không ạ? Tích cực trước là những cái chuyện mà anh chia sẻ cùng với chị trên fanpage của ấy, thì đã đến được với một số ít những người mà họ thay đổi. Nhiều. Wow. Tức là có những cái trường hợp giống như anh đi, nhiều bạn đã muốn kết liễu cuộc đời chỉ vì cái chuyện hoặc là vì gia đình không cho phép yêu nhau. Nghe thì mình là ngoài nên câu chuyện đó cũng chỉ là một câu chuyện rất đơn giản. Nhưng nếu như cái con người đó ngày hôm sau họ mất đi, thì lúc đó là chuyện đùa nữa. Thì những cái thứ mình đang lan truyền đi đó, anh thấy vậy là nó có ý nghĩa thực sự, bởi vì nó đến được với người còn nghe. Còn lại có những cái chuyện nhỏ hơn nữa, như khi mà trước đây Miko coi phim ảnh, đọc sách, tôi thấy người ta có nói có tình yêu đích thực, nhưng mà ở ngoài cuộc sống thì mình lại phân vân là hình như không phải như vậy. Bởi vì những cặp mình thấy á, toàn mở miệng đó là toàn chê nhau, ai cũng kêu hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc, xong ai cũng nói lấy đi rồi mới biết. Mấy cái đó mình băn khoăn quá, nên Trinh thấy đó là một dấu chấm hỏi. Thì khi mà Trinh tìm thấy được lời giải của tình yêu á, Trinh cũng rất là mong muốn nói lên nó thật là nhiều. Và em biết sao không? Có những khi mà xem và tin rằng có thứ tình yêu như vậy trên đời rồi, thì bạn đó tự nhiên không chấp nhận cho người khác đối xử với mình tệ nữa. Có đúng không? Rất dễ hiểu. Thì chị thấy đó là những cái tích cực nhỏ nhỏ mà Michi làm được. Vậy là không những là anh chị chia sẻ những lan truyền những câu chuyện rất là tích cực trong mùa dịch, mà còn cả về những câu chuyện tình yêu, những câu chuyện đời sống của anh chị đến tất cả mọi người nữa. Câu chuyện của cặp đôi Miko Langjin và Kenji sẽ còn nhiều điều thú vị và những bí mật lần đầu được tiết lộ. Hãy đón xem tập tiếp theo của chương trình Cà Phê Trưa được phát sóng vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và App Netlove, cũng như sẽ phát lại vào lúc 12h trên kênh YouTube Netlove vào ngày 28 tháng 8.